Yes. Gold, please. Yes. 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 Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của Game TV và Liên Quân. Quân bên phía Liên Quân là rất đẹp trong trận thi đấu đầu tiên này. Đây là một Babylon tới từ chim sẻ. Một ca tha, một pơ và hai ya. Vâng, một Katarian của Bi bé bỏng, he he cầm Persian. Hoàng Mã Nhi về lớp cầm IA. Sẽ có một người đánh cung A bên phía của team Liên Quân. Trong khi đó bên này Babylon là của chim sẻ đi nắng. Minoan là của game thủ Chip Boy. Hồng Anh là AC. Và cuối cùng là Sumerian cầm là của game thủ No 1. Và chúng ta cùng đến với màn hình máy của các game thủ bên phía team Game TV. Hai IA, một Persian và một Katarian dành cho các game thủ bên phía team Liên Quân. Trong khi đó bên này thì có một Minoan của game thủ Hello Chip Boy, một Babylon của chim sẻ, một Acidian của Hồng Anh và cuối cùng là một Sumerian tới từ No 1. Vâng, rất nhiều chém tuyển, có tới 3 chém tuyển bên phía của team Liên Quân trong trận thiếu này. Nhưng dường như để mà chắc ăn thì bên phía Liên Quân sẽ cử một Yamato đánh cung A. Quan trọng đó là ai? Hoàng Mai Nhi hay Vên Lớp ở góc 3 giờ? Và liệu màu 3, màu 4 có nằm ở góc đó không? Chúng ta được theo dõi màn hình máy trực tiếp thao tay của game thủ Hello Chip Boy cầm Minoa, một bài đã có hiệu về và sẽ có thêm voi. Bây giờ sẽ là chiếc BS đầu tiên dành cho Minoan. Giá như bẫy vàng. Vâng, có hốc dành cho Minoan rồi. Hốc nhỏ, đóng sâu vào trong thì ngon hơn. Dành cho chiếc BS này. Câu voi. Hai mươi ba dân dành cho Hello Chip Boy. 24 dân và anh đã ngừng xin dân rồi. Liệu có thu được về cái hốc này không? Kích đời ở 7.45. Bãi quả đầu là bãi quả xấu, đây là bãi quả phụ dành cho Hello Chip Boy. Chúng ta cùng đến với các màn hình máy khác của các game thủ bên phía team Game TV. Đây là No 1. Kích đời tương đối muộn dành cho Sumerian của game thủ No 1. Do bãi quả đầu cũng là một bãi quả xấu. Gặp luôn màu 1 của Bi bẽ bỏng. Persian đánh ít dân và lên đời cực sớm. Persian chỉ có 21 dân thôi. Ừ.
Vâng, như vậy là bài 20 lần chết 1 của game thủ Tôi Hẽ Đây cầm Persian lên đời cực sớm. Chim sẻ đang đánh 26 dân và có vẻ như anh đang muốn thu hốc, đang muốn giật hốc. Đây sẽ là BM và đây sẽ là BA, đúng là một cái hốc dành cho chim sẻ. Hồng Anh thì sao, tương đối ổn với bạn Asian nhưng dừng là hơi xấu. Vâng, ở trên có ngon rồi, tương đối ổn dành cho game thủ Hồng Anh. Thì nó quay trở lại với Hello Chip Boy. Như vậy Chip Boy gặp Persian của E quá khó khăn với một Persian đánh 20 dân trừ 1. Bây giờ phải bo kín bãi vàng này vào. Và nhiều khả năng nếu như E chạy thẳng vào trong cánh thì đó sẽ là một điều rất nguy hiểm dành cho cả chim sẻ và cả game thủ Hồng Anh. Như vậy là Hoàng Mai Nhi là người đánh 28 dân của IA. Màu 3 Viên Lớp cũng là người ở trong ở bên cánh của Hello Chip Boy. Persian là người đi dâng L, trong khi đó Yamato của Viên Lớp là người ở đầu cánh. Như vậy là cánh bên kia BB ở ngoài cánh, còn game thủ Hoàng Mai Nhi tụt sâu ở phía trong. Hoàng Mai Nhi sẽ là người đánh cung A. Như vậy là He He là người lao thẳng vào nhà của Hồng Anh. Đúng là như vậy, một bài dâng L chém vớt qua người đầu cánh sau đó bỏ luôn. Vâng, chim sẻ đi nắng là người phải thu hốc thật nhanh. Và Persian tới. Rất nguy hiểm dành cho game thủ trẻ He. Một bài mà E được cầm pơ. Xe đã cơ cấu được xong hốc của mình mà có bánh xe. Anh bắt đầu sóc quần và những con cung đờ sẽ mọc ra ở phía trong. Nhưng về lớp, vâng, một pha ken gỗ cực ảo của game thủ trẻ. Đây đúng là sức mạnh hoàn hảo của E trong những tơn đánh chém của mình. Một pha tách lạc đà rất khéo của game thủ He. Hồng Anh tạm thời vẫn đang ổn, He đang làm rất tốt nhiệm vụ quấy phá cả hai nhà chủ lực bên phía Team Game TV để cho game thủ Hoàng Mai Nhi có thể khỏe. Sẻ tham 32 và tạm thời sau hai tiếng cung đờ anh sẽ đỡ được nhà của mình. Nhưng vẫn đang tương đối vất vả. Tham lai không nở được to ngay từ đầu. Tạm thời đỡ được nhà xong rồi. Bây giờ sẽ phải đẩy đi để bắn phù thủy ở đầu cánh của BB. BB cũng đã lao vào nhà sẻ luôn. Chim sẻ đã có hốc và nó tương đối ổn. Thế nhưng nó không khỏe thôi khi mà bị E vào từ quá sớm. Trong khi đó thì nhà mẫu 4 của Hoàng Mai Nhi đang ngồi sóc dân và vẽ ruộng. Chúng ta cùng xem màn hình máy của No 1 để xem Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi nằm ngay ở góc 5 giờ. Thu rất hẹp thôi. He đã bị mất bãi vàng của mình. Trong khi đây sẽ là một pha công phù. Vâng, một pha công phù của game thủ No 1 lên nhà của game thủ BB. Vâng, mẫu 4 sẽ lên đời 4 sớm rồi. Mẫu 4 là người đánh thẳng cung A. Chip Boy đang chỉ còn tham lại 19 và chưa có bánh xe ở thời điểm này. Hồng Anh vẫn còn đang khỏe, tham 45 trên 90, tham 45 trên 96. Một tơn lao thẳng vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Sự phối hợp quân của Hồng Anh và chim sẻ, một người cầm Asirian còn một người cầm Babylon. Chúng ta cùng xem màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng. Một tình huống mà game thủ Hoàng Mai Nhi đã đẩy cung A lên nhà của No 1 để bắn phù thủy. Và bây giờ sẽ là một tơn ốp A của cả Hồng Anh và chim sẻ. Người chủ lực duy nhất. Vâng, người chủ lực duy nhất bên phía của team. Một pha vẩy E rất khéo léo dành cho E. Đây vẫn là những pha sở trường tới từ game thủ trẻ E.
quá khủng khiếp. Vâng, các bạn có thể thấy rằng He He lợi hại như thế nào khi anh được cầm một chén tuyển liên tiếp ở những pha vẩy He tới từ game thủ chim sẻ đi nắng. Trong khi đó thì trong tờ vừa rồi cả nô bột, cả ông anh và chim sẻ đã lao vào và ăn được tương đối nhiều dân của game thủ màu 4 Hoàng Mai Nhi. BB đã phải lùi về để cứu Hoàng Mai Nhi trong một tơn đau, một tơn thực sự đau dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi khi bất ngờ bị hai cung bên phía team game TV ốp vào. Timeline 43 của chim sẻ, còn ông anh là timeline 58 và timeline đang để tương đối mạnh dành cho các game thủ bên phía game TV. Mặc dù ông anh là người, xin lỗi bạn, mặc dù E là người chém rất tốt thời điểm ban đầu, nhưng IA của game thủ Hoàng Mai Nhi thì lại phát triển không được quá tốt. Màu 3 Đỗ Minh Hải tức về lớp cũng là người cầm Yamato ở cánh của Chip Boy. Chip Boy thích thì được cần được bơm đồ đâm luôn đi. Đâm y luôn Chip Boy. Công phu và đâm y lên nhà của viên lớp. Em ơi bơm đồ cho Chip Boy đâm y là xong rồi, gãi đi em ơi. Xem viên lớp có bị âm đồ anh không nào. Không ai âm đồ. Như vậy bây giờ chỉ còn một mình nhà của VLOP to nhất bên phía của team Liên Quân. Kim Hoàng Mai Nhi bị ốp tơn quá đau và mất lực rồi. Chip, vâng, Hồng Anh đang có một bài quá khỏe. Một tơn để bị lọt vào như vậy là một tơn trâu chém của game thủ VLOP trong trận thi đấu này. Liên tiếp là những pha vẩy e tới từ game thủ Hồng Anh để bắt những con chém tới từ game thủ VLOP. Và một tơn kích cung to của ông anh đang đẩy lên nhà của VLOP. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là lúc này VLOP đang trâu những con chém của mình. Ba nhà BL mất thổ dân này cũng không ảnh hưởng quá nhiều với timeline của ông anh, nhưng anh vẫn đang vẩy được E và sẽ bắt được toàn bộ những con chém này. Tơn đi công của ông anh vẫn đang đứng bắn nhà. Timeline 82 trên 132 tới từ game thủ trẻ ông anh. Một trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của ông anh và phong độ cực cao khi đến với game TV. Chém 4 nhưng đây là những tơn giáp 4, không, mới chỉ là giáp 2. Nhưng ông anh đang đứng điều. Tỷ số là 1-0 dành cho game TV trong trận thi đấu đầu tiên. Vâng, một trận thi đấu mà No Hope đã bỏ qua nhà BB và lao thẳng vào trong cánh để ăn dân của màu 2. He làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhưng lỗi có lẽ thuộc về Hoàng Mai Nhi. Một trận mà Hoàng Mai Nhi đánh hơi yếu, không ai động được đến nhà anh. No một đã bỏ qua BB và Hoàng Mai Nhi để lao vào ăn dân của E trước. Chiến thuật tương đối chuẩn dành cho các game thủ bên phía team game TV. Tỷ số là 1-0.